Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Các bác ơi, ngày hôm nay số lượng rất là nhiều, mọi người có thể thấy ở đây em đang ngồi ở trên một đống hàng rất là lớn mọi người nhá. Ngày hôm nay nhập kho được 1.000 chiếc quần đùi như thế này. Đó, và cái phiên bản mẫu này là hàng xuất khẩu Nhật. Và em nói luôn với các bác nguồn gốc và xuất xứ này. Trong thời gian bán hàng rất nhiều bác khách hỏi em là em ơi có dòng sản phẩm mà vừa có thể đi cấy này, lội xuống nước này, đi bắt cá này vân vân, mà có hàng không? Và ngày hôm nay thì em đã đặt nhà máy số lượng rất là lớn về được tất cả 1.000 chiếc quần đùi như này. Đó, đây gọi là quần bắp đùi mọi người nhá. Đối với dòng sản phẩm ủng bắp đùi này, các bác gì kéo lên nó sẽ là ngang đùi như này. Và nó có thêm một chiếc dây gì ạ? Chiếc dây này thì chúng ta sẽ buộc trực tiếp lên đĩa quần ấy mọi người. Đó, lên cặp quần của chúng ta ấy, hoặc là bác nào eo con kiến một tí có thể buộc ngang bụng. Đối với phiên bản này thì em cũng xin nói luôn này, nguồn gốc của nó là hàng này toàn bộ sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản. Đối với dòng sản phẩm sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản này thì nhà máy gì ạ? Đang đặt tại đất nước nội địa của Trung Quốc. Và cái hàng này của nó là hàng xuất khẩu Nhật, một cái chất liệu cực kỳ là cao cấp mọi người nhá. Em nhìn nói luôn các bác này, các bác nhìn kỹ luôn cho em. Toàn bộ cái ủng của nó mọi người nhìn kỹ luôn này. Ủng của nó toàn bộ là hàng chống trơn và ủng chất liệu là ủng 3D ngụy trang như này. Tất cả hàng ủng đùi này là hàng hai lớp, ở bên trong sẽ có một lớp vải ép chết và cái nhựa PVC cao cấp như này để làm sao ạ? Giúp cho chúng ta trong quá trình chúng ta mặc nó rất là thông thoáng và ok mọi người nhá. Và tiếp theo nữa gì ạ? Toàn bộ hàng này ép ở trên công nghệ cao, công nghệ mới. Chúng ta khi mà nhà máy ép công nghệ này, thứ nhất tỷ lệ thủng và bục quần em đảm bảo các bác luôn, an toàn lên tuyệt đối luôn. Và cái phiên bản này mọi người nhìn kỹ luôn cho em này. Đó, cái ủng của nó dài độ khoảng bao nhiêu đây ạ? Khoảng 25 cm. Đấy, nguyên phần dài của ủng mọi người nhá. Mẫu này rất là đẹp luôn. Hàng này là hồng ủng bắp đùi. Các bác khi đặt hàng hãy nói rõ với em cho anh mua đôi ủng bắp đùi nhá, để tránh trường hợp chúng ta mua nhầm hàng. Đó, nó chỉ ngang bắp đùi chúng ta thôi. Và trên này các bác nhìn kỹ luôn cho em này. Đó, mọi người thấy không? Điểm nối của nó toàn bộ ép trên công nghệ cao. Cái hàng này tỷ lệ bục hầu như là không có. Và cái hàng này các bác yên tâm là khi chúng ta đeo vào, ủng nó cũng là ủng hai lớp. Chúng ta đi cấy này, đi lội mò cua bắt ốc, chúng ta đi hái, đi câu cá, đi hái củ sen vân vân. Chúng ta lội trong những trường hợp hái rau muống này. Tất cả bác nào chúng ta làm ruộng, chúng ta sở hữu đôi này về, em đảm bảo các bác sẽ ưng ý luôn. Bây giờ Quỳnh Phạm sẽ mặc vào cho mọi người xem luôn nha. Đó, em sẽ mặc vào cho bác chúng ta xem luôn này. Cái phiên bản ủng đùi này mặc rất là ok nha mọi người nha. Đây, chúng ta mặc vào luôn cho em. Và nó cực kỳ là nhẹ, nó có một ưu điểm cực kỳ là nhẹ luôn. Và giá của em này của nó chỉ có giá hơn 300.000 thôi. Chi tiết như nào thì các bác liên hệ trực tiếp với em. Đấy, chúng ta mặc vào như này cho em này. Đó. Mặc hai cái này vào rất là tiện nha mọi người nha. Đấy, cái dây này thì chúng ta linh động này. Chúng ta có thể buộc ở trên gì ạ? Trên con đĩa cặp quần mọi người, hoặc chúng ta có thể eo bác nào bé bé chúng ta buộc lên eo cho em. Ok chưa mọi người? Đấy, mọi người thấy không? Khi mà mặc vào mọi người nhìn kỹ luôn cho em này. Cái mẫu phiên bản ủng đùi này các bác nhìn nhá, rất là đẹp luôn như này. Đó, mọi người nhìn thấy không? Màu ngụy trang này. Đó, hàng này hàng 3D rất là đẹp luôn. Đấy, khi mặc vào tiện không? Rất là tiện luôn nha mọi người nha. Cái mẫu này đi câu cá thì cũng thôi rồi, các bác ơi hết nước chấm luôn. Giá của em này là hơn 300.000 mẫu này các bác nhá. Đó, cận cảnh cho mọi người xem luôn, các bác nhìn kỹ luôn cho em ủng của nó 3D đẹp chưa ạ? Đó, phiên bản này em đầy đủ các size nhá, từ size 38 cho đến size 44. Em đầy đủ số dành cho bác nào đi theo thì đi theo size dày cho em. Bác nào mà đùi to, đùi nhỏ bon chen được hết luôn cho em. Tại vì sao ạ? Nó có một cái dây buộc ở trên này. Đấy, mọi người yên tâm là chúng ta đeo nó không bị tụt đâu nha mọi người nhá. Đó, cái phiên bản hàng sản xuất trên công nghệ của Nhật, hàng xuất khẩu Nhật này dùng rất là ok luôn. Và em nói luôn này, khách hỏi rất là nhiều và ngày hôm nay em đặt hàng cả tháng này bây giờ mới về được hàng, mọi người nhìn kỹ luôn cho em này. Đẹp không ạ? Đó, phiên bản này em sẵn kho luôn nha mọi người nhá. Đây, các nhìn kỹ lại một lần nữa này, đẹp chưa? Đó, phiên bản rất là đẹp luôn, quay cận cảnh cho người xem. Các bác nhìn kỹ luôn cho em phần ủng này. Đó, đế ủng này, chống trơn an toàn lên tuyệt đối luôn nha. Và cái này các bác mà lội đi cấy thoải mái luôn nha, lội xuống bùn không bao giờ bị dính bùn luôn. Cái ủng của nó này, cái gân này, các bác nhìn này, nó không quá sâu nhá. Cái tỷ lệ chống trơn an toàn mà nó lại bám bùn rất là ít luôn. Đó, phiên bản này cực kỳ là đẹp luôn, mọi người nhìn kỹ này. Đó, đẹp chưa? Và ngày hôm nay em báo giá mẫu này của nó chỉ có hơn 300.000 thôi. Và số lượng sẵn kho, số lượng rất là nhiều luôn. Các bác có thể thấy ở đây. Em nói thật các bác, hơn 3 tấn hàng không phải là ít đâu ạ. Đó, và ngày hôm nay về rất là nhiều luôn để phục vụ anh em trên toàn cả nước. Bác nào mà đang xem video có nhu cầu sử dụng cái dòng sản phẩm ủng bắp đùi này thì có thể alo trực tiếp cho em, sẽ báo giá chi tiết cho mọi người. Tại vì hàng mới, giá cả chính xác em chưa lên được, chắc khoảng vài tiếng nữa sẽ có cập nhật giá mới nhất cho mọi người luôn. Đó, các bác đang xem video đừng quên chia sẻ bài viết giúp em nha. Cảm ơn tất cả anh em. Hẹn các bác những buổi video sau.